vpgame.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình nha. Clip này mình chơi vị tướng Triệu Vân. Và ở clip này mình mang Triệu Vân đi rừng. Một ngày mình chúc anh em luôn luôn vui vẻ và leo rank thành công. Thì rất chi là tuyệt vời. Khi mà Triệu Vân đầu game thì khá yếu, farm thì cũng không phải là quá nhanh. Nhưng mà có một vị tướng đó là Skirt mà giúp mình thế này thì quả là đặc biệt anh em ạ. Thì game này thì có những vị tướng hiểu ý giúp đỡ mình ăn rừng thế này thì chắc chắn là game sẽ dễ hơn rất chi là nhiều rồi. Ok, ở clip này mình mang Triệu Vân đi rừng với phong cách lên đô. Đó là lượng sát thương khá lớn và lượng chống chịu cũng khá ổn nha. Và cũng như là trình bày cho anh em về bảng ngọc luôn ấy. Ok, thì nhiều anh em rất chỉ là thắc mắc. Thì khởi đầu anh em đi rừng cũng như mình vậy thì anh em farm cho mình hết 7 bùa bên này rồi 7 bùa bên kia để đạt lên level 4 rồi đi gánh nha anh em mới hiệu quả được ấy. Thôi xong rồi, có một pha combat ở đường rồng rồi anh em ạ, mình không... Tem bàn thì khá ít máu nhưng mà bây giờ mình lên cũng chả làm được gì anh em ơi. Thứ nhất đó là lượng mana của mình không có. Thứ hai đó là mình chưa lên level 4. Nhưng mà chưa lên level 4 cũng phải lên gánh anh em ạ. Bởi vì pha này thì tem bàn ít máu rồi. Pha này thì chắc chắn có màn của Aletter tem bàn rồi. Một pha tốc biến đến từ Aletter nhưng mà cũng phải lên bảng điểm số. Nhưng mà pha đó thì mình không được màng anh em ạ. Pha đó thì zone mình được màng, AD mình được màng thì khá là xanh xáo thì rất chỉ là tốt cho tem. Bây giờ mình chưa lên level 4 nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ lên level 4 rồi mình sẽ ping cho đồng đội sĩ quan rồng đi. Bởi vì con rồng đầu tiên là con rồng rất quan trọng cho tém. Anh em đi rừng cũng nên nhớ nhá. Con rồng đầu tiên là con rồng cực kỳ quan trọng cho tém. Tém mình sẽ ping đồng đội ăn rồng, kéo rồng ra tô rồi. Thôi xong rồi, pha này thì không ăn được rồng rồi. Tô rồi không kéo rồng ra là mình không ăn được rồng rồi. Tem bàn thì cũng rất nhanh ý, đó là lên chạch bùa rồng rồi thì pha này thì chắc chắn là mình cũng không ăn được nhá. Mình sẽ bỏ con rồng đó và mình sẽ đi farm nha anh em. Anh em cũng vậy, cũng không đến quá mạo hiểm để ăn con rồng khi mà tem địch đang còn 2 người. Và tem mình thì cũng chỉ 2 người thôi, ăn con rồng đó là quá mạo hiểm. Quy lên tem bàn định sang cướp con bùa đỏ nhưng mà mình sang kịp thời anh em ạ, không chỉ là mình mất con bùa đỏ này rồi. Ở bên kia thì ơi, làm gì đấy, mình đang còn cái trừng trí nhá. Rồi pha này thịt thì chơi luôn, ngài ngung cái gì khi mà có sự hỗ trợ đến Skirt. Một pha long kiếm đến từ IG và phải bỏ chạy rồi. Cuối cùng thì rồng tém bàn ăn được rồi, khá là buồn. Nhưng mà không sao, dù sao thì Triệu Vân giai đoạn này khá là yếu. Đến giai đoạn về sau thì Triệu Vân là một con quái vật thực sự nhá. Rồi có một pha giao tránh ở rồng tiếp, mình sẽ lại hỗ trợ tém này. Ok, khá là thành công khi mà một rồng đổi hai màng thì cũng không phải là lỗ anh em ạ. Ở trận đấu này tem binh có Illumia nên là rất chỉ là khó chịu cho tem bàn. Đặc biệt là vì tưởng tăng hình quý lén khi Illumia sử dụng cái thân trần thì sẽ lộ tầm nhìn của tem địch nhá. Skirt rất hay nhưng mà bị Aletter nó khóa ấy, kèm theo đó là cái tốc biến nên là không ăn được Aletter. Thì pha này mình cũng không dám liều màng để lao vào trụ nhá, cũng chả dám lao vào trụ làm gì cả. Bởi vì pha đó mình lao vào trụ là quá mạo hiểm. Hiện tại thì mình bắt đầu khỏe dần lên rồi, lớn dần lên rồi. Rồi pha này quý lên đi à. Quý lên không dám chơi đâu, mịt mình cũng khá là biết đánh đấy. Ok, với đánh của Triệu Vân thì anh em không cần phải vội vàng gì cả nha anh em. Cứ phám từ từ thôi, bởi vì chất tưởng thì giai đoạn khí cân Triệu Vân gánh tím thì Triệu Vân có thể gánh tím nha. Còn những chất tưởng mạnh thì anh em cứ áp đảo, còn những chất tưởng bình thường giai đoạn về lết đâu game yếu thì anh em chỉ việc phám từ từ thôi. Bây giờ thì đường trên đường rồng có một phá giáo tránh rất chỉ là mạnh và tém mình thì đã chết mất mịt rồi. Bây giờ mình sẽ hỗ trợ cái đường xế giá này. Một pha gánh có hiệu quả hay không thì phụ thuộc vào đó là đồng đội mình kèm theo đó là tém địch. Rồi pha này mình dùng long kích vào đầu của IG nhưng mà IG dùng long kiếm. Và IG thì rất chỉ là cơ đồng nên là mình cũng chả đuổi theo làm gì cả anh em ạ. Bây giờ việc của mình đó là lấy trụ để ngang bằng lượng trụ của tém binh.
Chắc chắn thì ở đường rồng thì tem mình sẽ mất trụ rồi, khi mà sức sát thương của ba đúng cũng như là ván hiến tem bàn thì chắc chắn sẽ lấy được cây trụ tem mình. Và có một phá đổi trụ nhưng mà về màng thì tem mình khá là thất thế. Triệu Vân giai đoạn này là Triệu Vân bắt đầu có thể khỏe dần đều rồi. Thì khi mà Triệu Vân khỏe rồi thì các bạn cũng biết đấy, chất tướng mà. Triệu Vân mà khỏe lên rồi thì chắc chắn thì tem đích sẽ phải khiếp sợ. Rồi pha này thì chắc chắn Aletor sẽ phải lên bảng điểm số pha này rồi. Ôi thần trần của Illumia lấy được màng của Aletor tem đích. Bây giờ có ai nữa không? Ôi quý len. Ok. Và này thì dùng long kích hù dọa xỉu thôi chứ chả làm được cái gì cả đâu anh em ạ, bởi vì không dám băng trụ được rồi. Ôi Toro có băng trụ kia. Rồi đầu tiên thì giết con Airi này sống này, giết con Airi này sống thì chắc chắn sẽ lấy cây trụ này nhá. Khi mà tem địch thì rất chỉ là ít máu và phải biến về rồi. Rồi và này thì Van Hit không chịu vào trụ biến về này. Ok, có một mà rồi lại thêm con bữa xanh là phần thưởng thì quả là tuyệt vời đúng không anh em. Phá đỏ thì Van Hiến tem bàn rất chỉ là chủ quán, khi mà nghỉ tem mình chưa lấy được trù, nhưng mà tem mình lấy được trù rồi nên là phá đỏ phản xạ không kịp luôn ấy. Lại có một phá giáo tránh ở đấy tiếp theo, và cái đìa giám của ba đúng thì nhốt được hai người, nhưng mà mình lại thì coi như là ngủm củ tỏi cả đôi rồi. Quả là easy khi mà bây giờ thì lượng màng của mình rất chỉ là ít, nhưng mà lượng hỗ trợ mình cũng khá ok thì quá đỏ sẽ tăng thêm cái đường điểm nội tài nha anh em. Triệu Vân, người ta thường nói đó là không sợ Triệu Vân lên đô, mà sợ Triệu Vân có nhiều điểm nội tài. Người ta nói vui vậy thôi, chứ khi mà Triệu Vân có đủ điểm nội tài tối đa 20 điểm ấy, thì Triệu Vân sẽ phát huy cực kỳ là sức mạnh cộng thêm một lượng công vật lý phải nói là quá nhiều đi. Bởi mỗi điểm phù hoặc là hạ thì Triệu Vân sẽ cộng được 12 công vật lý. Mà khi anh em tối đa được 20 điểm thì anh em có thể nhấn lên cái lượng công vật lý dồi dào đến mức nào. Rồi pha này Aletor về tỷ đan xem chúng mình chơi đi thôi. Ok, một pha định dùng chiêu cuối nhưng mà Aletor thì chưa kịp dùng chiêu cuối thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Bây giờ Quỳ Lén làm gì đấy, thịt thì cấn cả Quỳ Lén luôn này. Ngài ngung cái gì, chuẩn bị hôi un tí rồi nhá. Ui, một bữa chết luôn này. Bây giờ Quỳ Lén thì không có tuổi để solo với mình nữa rồi. Bây giờ mình tem bàn thì mình khẳng định là mình không sợ ái nhá. Mình chỉ sợ đó là hiệp dâm tập thể thôi. Hấp diễn tập thể thôi. Ok. Rồi pha này thì ăn búa xanh xong thì lượn qua bắt thằng Airi nhá. Không biết có bắt được hay không. Airi mà nếu mà lên cao thì chắc chắn sẽ phải lên bảng điểm số. Airi thì còn xỉu máu nên mà có chắc có lẽ về nhà hồi phục rồi. Khá là xanh xáo cho Triệu Vân. Thời điểm mà Triệu Vân xanh xáo cũng là thời điểm tem địch bắt đầu tan nát. Trận đấu này tem bàn cũng rất chi là mạnh, khá là khó chịu đến từ vị tướng Aletor kèm theo đó là Quỳ Lén anh em ạ. Nếu mà tem binh mà đánh không chú ý một xíu, ơi thôi xong rồi. Và này, lui về rồi ăn con ta thân này là ok này. Nhưng mà tem binh thì vẫn đang còn rất chi là hắn chiến anh em ạ. Và cái kịch của hắn chiến thì đã phải lên bảng điểm số hai người rồi. Bây giờ là ba người và bò tô rô thì cũng phải lên bảng điểm số hay chăng. Khi mà mình lại hỗ trợ không biết có kịp hay không đấy nữa này. Rồi mình đã lại vẫn có lời hài hơn xưa hay không, khiếu một màng dành cho mình. Và bây giờ mục tiêu của mình Aletor khóa, nhưng mà khóa xong thì cũng phải lên bảng điểm số double kill dành cho mình. Bây giờ thì Quỳ Lén làm gì đấy. Chạy này thì chạy này, rồi mình hồi un tí rồi nhá. Mình hồi un tí rồi thì chạy đi đâu. Triple kill dành cho mình rồi. Bây giờ làm gì, ba đúng thịt thì chơi luôn này, thịt thì cấn luôn này. Mình chưa hồi chiều cuối anh em ạ. Rồi phá này thì thịt thì lại chơi luôn này. Ngài ngung cái gì, thịt thì chơi luôn này, tánh cũng không sợ nhá, bởi vì mình có, ồ thôi xong rồi, thế này thì không ổn rồi. Ok, liệu có ăn được màng, đổi màng. Một vạn ngu người đến từ Triệu Vân. Thì phá đỏ thì cái đìa giám của bá đúng thì nó nhốt mình lâu nên là ai gì ấy. Nó ra, nó dùng lóng kiếm vào mình thì mình bị ngủm củ tỏi luôn anh em ạ. Thì phá đỏ rất chi là ngu người. Sau điểm thân thành thì mình đã phải lên bảng điểm số, anh em đừng có như mình nhé, quả là ngu người đi. Ok thì ở trận đấu này mình cũng nói về bảng ngọc cho anh em luôn. Thì ngọc đỏ anh em lên cho mình đó là 5 viên công vật lý và 5 viên tỷ lệ chỉ mạng. Ngọc tím anh em lên cho mình đó là công vật lý và tốc chạy. Thì anh em nào muốn hồi phục ấy, thì cũng có thể lên cho nó khoảng 3 viên hút máu. Còn không thì anh em cứ lên cho mình đó là ngọc công vật lý và tốc chạy nhá. Còn ngọc xanh thì anh em lên cho mình đó là công vật lý và xuyên giáp.
Ok, thì ở trận đấu này nói chung cũng khá là easy một xíu rồi, khi mà lượng trụ của Tem Bình thì hơn bạn rất chi là nhiều. Nhưng mà bây giờ Tem Bình đang chỉ hai mạng, Dồn thì đang phải bỏ chạy một cách một cách bạt mạng anh em ạ, khi mà chỉ quay đầu lại bắn cái tên thân và chạy thôi. Rồi IG Tem bạn thì đang bấp mẹ để cánh con ta thân xế giá. Tem Bình thì cũng có ý định ăn ta thân dễ giá, nhưng mà ăn thời điểm này là khá là mạo hiểm. Do tem đích đó là có vị tướng Văn Hến kèm theo đó là vị tướng Quý Léo nhá, nên là mình sẽ lên cho nó cái giáp hiệp sĩ để giảm cái tốc đánh của tem đích, cũng như là có một lượng chống chịu sát thương vật lý nhất định anh em ạ. Thì khi đó anh em sẽ khỏe hơn và anh em có thể đó là chơi tốt hơn nhá, đặc biệt là không bị sốc đám những vị tướng đó ấy. Nhưng vì tưởng như quý lén mà anh em mà lên phun đám thì nếu mà bị sốc đám thì khi mà đã vẹt được một người nội tài của quý lén thì nó vẹt được một người thì nó vẹt được rất chỉ là nhiều người. Bây giờ có một pha giao tranh hay chăng, khi mà tem mình thì đang chuẩn tiến lên rất chỉ là rầm rộ. Rồi pha này thì mình sẽ bọc đầu nha, mục tiêu của mình là ai? Mục tiêu của mình là những vị tưởng máu giấy thôi. Bây giờ làm gì, quý lén thì chắc chắn sẽ phải lên bảng điểm số rồi, quý lén tăng hình được rồi. Tăng hình được rồi thì bỏ qua rồi, pha này lấy mạng của ai này? Có mạng của ai nào? Thôi lấy mạng của ba đúng đi. Trấu trấu thì đánh lấu cùng chết nha anh em. Rồi bây giờ quý lén đây đang bốc đầu tem binh, liệu có lấy mạng được ai không? Quý lén khá khó chịu anh em. Thôi thôi bắt tạm con này được đi, bắt tạm con này được đi. Rồi có hai mạng rồi, bây giờ chỉ mang mạng quý lén. Quý lén ở đâu nha? Ok, quý lén của tem bàn thì trốn rất chi rất giỏi anh em ạ. Quý lén này chắc là khi nhỏ chơi trốn tim rất chi rất tốt đấy, chạy lúng qua lúng quáng chả làm được cái tích sự gì cả ấy. Chắc là ring AD mình, nhưng mà tem mình rất chi là đống. Hiện tại thì mình sợ là hết pin anh em ạ, khi mà lượng pin của mình chỉ còn 10% nữa ấy. Thôi nhưng không sao, dù sao thì trận đấu này cố gắng kết thúc trận đấu sớm thêm một xíu. Thì bàn kia kêu thả rông, nhưng mà mình sẽ cố gắng thả ở dưới này một xíu nhá, để con rông nó cương hóa lính ấy. Chứ gì đã chửi rồi, chắc có lẽ nghỉ mình quên thả rông chắc. Ok rồi thì bây giờ thì mình sẽ lên đẩy cái đường lính đường ta thân này lên cao một xíu. Tém từ từ con bạt bạn ơi, tém bạn khá khó chịu đấy. Đến từ Alistair mà giáng chiêu một ra cái nó choáng ba bốn người đấy, để quý lén lại nó vẹt thì sốc mát luôn đấy. Tém mình cũng rất chi là máy, đó là có vị tướng Toro thì khá là trâu bo, nên là việc vẹt thì cũng khá là khó đấy. Rồi có một pha com bạt hay trắng, khi mà rồi pha này lại xin con bùa đỏ ta mày đã này. Ai gì bây giờ đi gặp mình thì chỉ có chạy mất mạng thôi. Rồi thân trần của Illumea được dùng. Bây giờ đi làm gì, có một pha com bạt rất chi là râm rộ, có mạng siêu việt dành cho mình rồi. Tém địch thì đang bỏ chạy mạng thứ hai, mạng thứ ba hay trắng rồi. Tem địch thì vẫn đang tiếp tục bỏ chạy và dồn mình được bắn phân gì rồi. Tem mình rất là ít máu và phải rụt về rồi, chỉ còn mình thôi. Rồi sau một pha giao tranh thì tem mình vẫn đang đầy đủ tất cả thành viên, nhưng mà không hay rồi, khi mà quý lén đã hạ được sức cất tem mình rồi. Mục tiêu của quý lén nữa là vì tưởng xạ thủ tem mình, và xạ thủ tem mình thì cũng phải lên bảng điểm số. Bây giờ chỉ còn mình và Illumia nữa. Rồi lóng kiếm của IG thì được dùng, và lóng kiếm xong thì phải bỏ chạy. Quý lén vẫn đang tiếp tục đó là hàm hiệp vì tưởng Illumia. Và cái kết của sự hàm hiệp Illumia thì phải lên bảng điểm số anh em ạ. Pha đó thì quý lén vẹt được hai mạng là cũng khá lời rồi. Thì với bộ trang bị này thì Triều vẫn cực kỳ là khỏe và đám cực kỳ to nha. Mình rất chỉ là khuyến khích anh em lên. Rồi pha này thì mình sẽ sinh dập đấy xem nó có ra ăn búa xanh không này. 1, 2, 3, 5. Thôi chết thì chơi luôn, ngài ngung cái gì. Ôi thôi bị khóa rồi. Quá là suy khi bị khóa, nhưng mà mình vẫn đang quẩy giữa bốn người. Quẩy giữa bốn người và ăn được hai mạng, kèm theo đó Toro lại hỗ trợ nữa rồi. Ôi thôi xong rồi, lại cái bị đìa giám này anh em ạ. Bốn cái chiêu cuối vào người mình luôn. Và bây giờ thì mình phải lên bảng điểm số, nhưng không sao, dù sao thì cũng có lời anh em ạ. Khi mà một mình quẩy giữa bốn người và ăn được hai mạng thì đó là một sự đánh đổi quá là lời đi rồi. Khi mà bắt được quả mịt nó thì sức sát thương phép của tem bàn thì bằng không rồi, nên là quá là easy rồi. Nói chung thì ở trận đấu này tem mình cũng khá là ok, sức sát thương phép và sức sát thương vật lý cũng khá là đều anh em ạ. Lượng chống chịu cũng khá ổn, mình thì lượng chống chịu cũng mức bình thường với bộ trang bị này, và tổ số thì lượng chống chịu cực kỳ tốt.
Hiện tại thì hết cái nội tại của cái găng tay thình nồ thì mình sẽ lên cho nó cái giáp hộ mệnh nhá. Thì mình phám xíu nữa là đây cái giáp hộ mệnh ấy. Thì khi đó thì mình sẽ có sự sống sót dẻo dai hơn. Bây giờ tem mình thì lên ăn con ta thân xế giáp và lên kết thúc trận đấu thôi. Chứ để giai đoạn cuối game thì khá là khó chịu đến từ tem bạn. Bây giờ giáp hồi sinh đã được lên. Bây giờ cái đĩa giáp của ba đúng nhột con nhột tem mình và con ta thân xế giáp luôn rồi. Nhưng mà cái kết thì chắc chắn sẽ phải lên bảng điểm số. Một màn dành cho tem binh. Bây giờ thì ăn con ta thân xế ra này còn chưa muốn, mình phải ăn nhanh nhá, không chỉ nó cướp này. Rồi chắc chắn thì tem bạn đã lên đây rồi thì chắc chắn sẽ phải lên bàn điểm số thôi. Mình sẽ lao vào lòng địch luôn nhá, mình sẽ chịu một lượng sát thương cực kỳ lớn. Rồi pha này bắt luôn này thì nấp này thích thì cân ba luôn, ngài ngung cái gì, nhưng mà mình bị khóa rồi. Mình đã phải lên bàn điểm số nhưng mình còn giấu có giáp hồ mệnh. Tô rồi dùng cái đài địa chấn thì pha này mình sẽ thả rông luôn và tem mình sẽ ôn mịch nhá. Ừ, vẫn chưa ôn được anh em ạ. Bởi vì mình thì quá là ít máu, kèm theo đó là năng lượng của mình hết rồi. Bây giờ tem mình sẽ ăn con rồng bào chúa này nha anh em. Thì khi ăn xong con rồng bào chúa này thì tem mình sẽ có một lượng sát thương lớn hơn, kèm theo đó là có cái nội tài của con rồng ấy. Khi anh em thấp máu thì sẽ hồi được 10% máu tối đá, kèm theo đó là 1000 máu, thì khi đó sẽ bền bỉ hơn trong giao tranh. Bây giờ mình sẽ ăn con búa xanh này và lên con bát tổng cung tem nhá. Thì có thể đây là một pha combat tổng cuối cùng hay chăng, khi mà tem mình thì đang có rất chi là nhiều lợi thế. Vì tướng dồn là một vị tướng đó là lấy trụ cũng khá là easy, khi mà tâm tay xa anh em ạ, đứng ngoài trụ cũng có thể lấy được trụ. Rồi, ôi Quillan bị Quillan bị tốn sẩy lên bảng điểm số luôn từ một pha tên thân anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào lấy cái trụ ở đường mịt nhá. Tem mình thì đang ở lấy trụ đường trên nhưng mà có một pha combat rất chi là rầm rộ, thân trần có ý lưu mea được dùng. Bây giờ mình bừa vào mặt thằng Văn Hến nhưng mà mình thì mất máu không phanh anh em ạ. Nhưng mà mình không sao bởi vì mình đang còn có đó là cái nội tài của con rồng nha anh em, nên là mình không sợ ấy. Rồi tem mình thì đang thừa thẳng tiến công, khi mà tem bàn chỉ hai người, tem mình thì chỉ mất một người thôi và chắc chắn trận đấu sẽ kết thúc ở cờ đấy. Trận này thì mình ăn quá là nhiều màng rồi và bây giờ thì kiếm thêm màng chơi vui nữa nào. Rồi, Toro thì dùng cái đài địa chấn, IG thì làm gì, mình dùng long kích vào IG, IG mất máu không phanh khi mà đấy là lượng sát thương chuẩn, thân trần của Illumia được dùng. Ok thì chắc chắn trận đấu sẽ kết thúc được ở đấy rồi anh em ạ, khi mà tem bàn thì bắt đầu tan nát hết rồi, tem mình thì cũng chỉ thái người nhưng mà bên mình, ôi xa thủ mất rồi kia, bên mình con mình là con hy vọng và con mình thì con màng. Rồi một màn tiếp theo, Toro một lần nữa lại dùng cái đài địa chấn và tem địch thì bắt đầu tan nát rồi. Quillan đi làm gì đấy, Quillan đã phải lên bàn điểm số và màn hàng hút dành cho mình. Chỉ còn mỗi 3 đúng nữa thì thôi, tiện bàn 3 đúng này về luôn nhá. Ok, trận đấu kết thúc thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nhá. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu và chúc anh em đó là luôn vui vẻ và leo rank thành công.